Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Cách đây không lâu các bạn thì Duy đã quay cho các bạn xem cái chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S680. Rồi, đó thì ngày hôm nay chiếc xe Maybach S450 nó đã về tới showroom bên Duy. Và thực chất các bạn, chiếc xe mà thị trường Việt Nam mình bán được nhiều nhất cũng như là đa phần khách hàng sẽ chọn thì chính là cái chiếc xe Maybach S450 Formatic này. Bởi vì sao các bạn? Bởi vì là cái chiếc xe Maybach S450 này hoàn toàn có tất cả những cái tính năng gì giống như trên cái chiếc xe Maybach S680, nhưng cái giá nó thì lại thấp hơn phân nửa so với cái Maybach 680. Có nghĩa là chúng ta mua chiếc 680 các bạn thì chúng ta sẽ mua được hai cái chiếc xe Maybach S450 này. Ngoài ra thì những cái công năng, những cái tiện nghi, những cái gì đẳng cấp nhất của chiếc xe Maybach thì đều tích hợp trên cái chiếc xe Maybach S450 này cũng như là Maybach S680. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật là kỹ cái chiếc xe Mercedes Maybach S450 Formatic này nó sẽ giống như thế nào so với Maybach S680 mà cái giá nó lại rẻ hơn gấp đôi. Ok, xin mời các bạn. Ngày hôm nay Duy sẽ quay cho các bạn xem chiếc xe Maybach S450 Formatic này với cái màu trắng ngọc trai. Thực sự cái màu trắng ngọc trai trên cái xe Maybach nó quá là đẹp luôn các bạn. Thì thông thường chúng ta sẽ thấy là cái chiếc xe Maybach á, thường là sẽ là màu đen ha, sang trọng này nọ, lịch lãm ha. Nhưng cái màu trắng này nó rất đẹp luôn các bạn. Đó, và một cái điểm mà các bạn Duy thích hơn cái chiếc xe Maybach S450 này hơn so với lại cái chiếc xe Maybach S680 đó chính là cái phần bộ mâm xe. Mặc dù đây là cái Maybach S450 thôi nhưng được trang bị cái bộ mâm nó rất là Maybach các bạn. Nhìn vào cái chiếc xe này thôi là các bạn nhìn vào là thấy là đây là cái bộ mâm Maybach rồi. Đó, và cái bộ mâm này á, nhìn cái chiếc xe của ta chúng ta từ bên hông á các bạn, nhìn nó rất là chắc chắn, nhìn rất là cứng ha, kiểu giống như là xe bọc thép vậy các bạn. Đó, và chiếc xe của chúng ta hiện tại bây giờ đang sử dụng cái lớp là Grey Redstone. Đó, và kích thước lớp là 255/40R20, có nghĩa là mâm của chúng ta sẽ là mâm 20 inch, trong khi đó là mâm của Maybach S680 của chúng ta là mâm 21 inch ha, thì nó sẽ nhỏ hơn 1 inch, nhưng mà chúng ta khi 1 inch thì rất là nhỏ, khi mà chúng ta nhìn trên các chiếc xe Maybach của chúng ta thì cũng rất là khó phân biệt ha. Ok, bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem ở cái phần lớp sau coi nó có cái thông số nó có giống hay không nha. Vẫn là lớp Redstone và 255/40R20, có nghĩa là bánh trước của chúng ta và bánh sau của chúng ta sẽ cùng một kích thước. Và cái mâm này các bạn, cái mâm của chiếc xe Maybach S450 này các bạn thấy giống cái mâm nào? Nó rất là giống cái Maybach 650 của phiên bản 2020 ha. Đó, và cái mâm này nó rất là đẹp các bạn và rất là đặc trưng của Maybach luôn. Đó, ở đây có một cái chữ Maybach nè, nó có một cái nắp đậy nè, bên trong thì những cái ốc bánh xe các bạn sẽ được đậy bằng cái nắp này. Đó, rất là chắc chắn nè, rất là đẹp. Thì một điều lưu ý các bạn, khi mà các anh chị các bạn mà đi cái chiếc xe Maybach này các bạn, thì các bạn thật sự rất là cẩn thận trong vấn đề là chạy cặp lề ha, đầu xe cặp lề, bởi vì là cái mâm của chúng ta bị trầy đi thì nó rất là khó xử lý và cũng như là nó không có đẹp nữa ha. Rất là tuyệt vời luôn. Ok, bây giờ trở lại cái phần đầu xe ha các bạn, Duy sẽ cho các bạn xem. Về phần đầu xe thì chúng ta sẽ thấy chiếc xe Maybach S450 Formatic này hầu như là về phần đầu xe nó cũng không có khác gì so với Maybach S680. Đó, nó chỉ khác một chút xíu chỗ này thôi các bạn. Thì đối với Maybach 450 thì chúng ta sẽ thấy ở đây đó là cái chi tiết là lưới màu đen ha, màu đen bóng. Đó, nhưng mà trên chiếc 680 của chúng ta thì vẫn là cái chi tiết bọc chrome luôn, sẽ cùng màu với lại cái màu của cái nẹp này.
Đó thì thật ra các bạn, với cái chi tiết màu đen ở khu vực này nó sẽ làm nổi hơn cho cái phần mà viền chrome này, cũng như là nó sẽ đồng bộ với lại cái lưới tản nhiệt mà chúng ta sẽ có cái mặt màu đen ở bên trong ha. Thì như thấy là nhiều khi nó còn sẽ tương phản tốt hơn nữa ha. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ thấy ở khu vực lưới tản nhiệt này nó vẫn y chang trên 680 thôi. Nói chung là về phần đầu xe nó cũng không khác gì nhiều hết các bạn. Capo của chúng ta thì vẫn là cái capo có một cái đường sọc bằng nẹp chrome chạy ở giữa capo ha. Logo của chúng ta Mercedes-Benz ở đây. Ngoài ra còn lại thì chúng ta sẽ không thấy khác gì so với cái 680 của chúng ta hết. Bây giờ Di sẽ mời các bạn đi sang bên hông một chút xíu ha. Chúng ta sẽ thấy khi mà chiếc xe chúng ta nhìn từ bên hông các bạn, thì chúng ta mới thấy được cái chiếc xe Maybach của chúng ta nó sẽ đẹp như thế nào. Và nó đẹp hơn khi mà chúng ta nhìn từ bên hông. Bởi vì sao các bạn? Bởi vì là cái chiếc xe Maybach này nó dài khoảng tầm 5,5 m luôn. Có nghĩa là nó rất là dài, dài hơn rất là nhiều so với là những chiếc xe thông thường. Hay đối với chiếc xe S-Class thì chúng ta dài khoảng 5,3 m thôi. Nhưng mà Maybach của chúng ta thì sẽ dài thêm 2 tấc nữa ở cái khu vực cửa sau ha. Đó, cửa sau nó rất là dài, làm cho chiếc xe của chúng ta tổng thể là nhìn nó từ bên hông nó rất là thật sự rất là hấp dẫn luôn. Đó, và đối với những cái chiếc xe Maybach các bạn, thì các bạn sẽ thấy là lúc nào ở cái cột chữ B này cũng sẽ được bọc mà bằng một cái chi tiết chrome bóng. Để chi các bạn, để khi mà chúng ta nhìn từ bên hông á, thì các bạn sẽ thấy nè, cái khu vực khoang sau với khu vực khoang trước nó sẽ được tách hẳn ra luôn. Và chúng ta thấy là cái khoang sau nó rất là nổi bật, rất là dài. Đó, cái cửa kính này các bạn thấy không, rất là dài luôn. Và một điều nữa các bạn, khi mà các bạn đi bước vào bên trong cái chiếc xe Maybach này các bạn, thì nó cũng rất là đặc biệt. Cái cửa xe nè, các bạn sẽ không thấy cái cửa xe nào mà nó có một cái cửa vuông thẳng góc như thế này đâu ha. Thì khi cái cửa vuông như thế này các bạn chỉ cần bước vào luôn thôi thì nó đã vào được trong xe rồi. Chúng ta không cần phải khom người hay là ưỡn người gì nữa mà chúng ta mới bước được vào ha. Thì đây là một cái điểm chỉ có trên những cái chiếc xe Maybach thôi. Rất là đặc biệt. Và một điều nữa các bạn, ở đây có một cái logo của chiếc xe Maybach. Thì thật sự một xíu nữa khi mình đi vào bên trong các bạn, thì Di sẽ giới thiệu thật là kỹ, thật là nhiều ở cái khoang sau cho các bạn xem ha. Đó, ngoài ra thì Di sẽ mời các bạn đi sang phía sau nè. Ở đây có chữ Maybach và ở đây có chữ S450 ha. Nhưng mà chiếc xe của chúng ta là hệ thống vận động 4 bánh toàn thời gian luôn các bạn nha. 4 bánh toàn thời gian luôn. Thì trước đây chiếc xe Maybach mà S450 cái phiên bản 2020 á, thì các bạn sẽ thấy nó có một cái logo 4MATIC ở bên hông. Nhưng mà đối với cái phiên bản mới bây giờ thì bên hông chúng ta không có lắp cái 4MATIC nữa. Bởi vì là hầu như tất cả chiếc xe Maybach của chúng ta đều được trang bị hệ thống vận hành 4 bánh toàn thời gian. Một điều nữa các bạn, và đặc biệt nữa các bạn, là cái bánh sau của cái chiếc xe Maybach S450 này nó có thể là tự đánh lái bánh sau được luôn ha, được đánh lái bánh sau luôn. Thì với tính năng đánh lái bánh sau này nó cũng không phải là xa lạ nữa. Ok, Di sẽ mở cái cốp ra cho các bạn xem. Thì về cốp xe này thì nó cũng không có khác gì so với xe S-Class tiêu chuẩn hoặc là Maybach S680 đó. Nhưng mà các bạn sẽ thấy bên trong xe nè, bên trong cốp xe này chúng ta sẽ không có cái tủ lạnh nữa ha. Đó, 680 thì chúng ta sẽ thấy có một cái tủ lạnh to ở chỗ này thì nó sẽ choáng cái cốp của chúng ta hơn ha. 450 thì chúng ta không có tủ lạnh nha. Ở đây thì sẽ có hai cái chi tiết là hai cái bờ bắp chân, hai cái gói để bờ bắp chân các bạn nha. Thảm trên chiếc xe Maybach S450 này nó cũng sẽ giống như trên cái thảm của Maybach S680, có nghĩa là cái thảm nó rất là dày các bạn, rất là dày ha. Chúng ta sờ vào chúng ta thấy rất là dày ha, đạp lên nó rất là êm chân, nó rất là sang trọng. Bây giờ Di sẽ mở ở dưới đây cho các bạn xem. Ở dưới đây thì Di có để những cái đồ phụ tùng, những cái đồ theo xe của cái xe Maybach này. Nó cũng giống như cái 680 thôi các bạn, có hai cái tai nghe, có lọ nước hoa, có một cái chụp để mà chúng ta mở cái nắp chụp bánh xe ha. Phải có cái này chúng ta mới mở được cái nắp chụp bánh xe. Những cái sách hướng dẫn sử dụng nằm ở đây. Và một điều nữa, đây là một cái máy tính bảng để chúng ta điều khiển cho cái màn hình, cho cái hệ thống mà phía sau các bạn nha. Ok, Di sẽ đóng cốp lại. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi xem cái phần mà khoang lái của chiếc xe Maybach S450 này. Ok, ngày hôm nay thì Di sẽ cố tình chọn cái chiếc xe màu trắng, cái ghế màu nâu này các bạn. Các bạn thấy đây là một cái phối màu như thế nào? Thì riêng với Di các bạn thì
Đây là một cái phối màu, có thể gì đó là rất là thích luôn. Đó, cái nội thất màu nâu ở bên trong các bạn nó cực kỳ sang. Đó, và nó không tối quá, nó cũng không sáng quá. Và màu nâu thì nó cũng sẽ sạch sẽ các bạn ha, dễ sử dụng, dễ lau chùi hơn. À, vẫn như Maybach S680 các bạn, nó cũng không có gì khác biệt ở cái khoang lái này hết. Và một cái điểm rất là thú vị ở trên cái chiếc xe Maybach S450 hay là Maybach S680, đó là chính là cái màn hình này các bạn. Cái màn hình này, đây là một cái màn hình 3D các bạn nha. Màn hình 3D, không biết là khi mà quay lên trên ống kính này các bạn có thấy là cái phần nổi của cái màn hình 3D này hay không. Nhưng mà thực tế các bạn, khi mà chúng ta nhìn vào cái màn hình này, nó sẽ là một cái màn hình 3D. Và chúng ta có thể là bật tắt cái màn hình 3D này thông qua cái trên màn hình này các bạn. Các bạn thấy nè, màn hình 3D cho người lái ha. Đó, khi mà di tắt như thế này thì màn hình của chúng ta vẫn là màn hình bình thường. Chọn vào, đây là màn hình hiển thị 3D. Đó, nhìn nó sẽ hiện đại hơn, nhìn nó sẽ tương lai hơn ha. Rất là nhiều, rất là hay. Heads up display nè, hệ thống rửa xe bằng máy nè. Rửa xe bằng máy là khi chúng ta chọn cái tính năng này các bạn, thì tất cả những cái hệ thống cửa kính sunroof nếu mà chúng ta quên bật á, quên đóng á, thì nó sẽ tự động đóng lại hết. Và cái hai cái gương chiếu hậu nó cũng sẽ được cụp vào. Bởi vì ở nước ngoài các bạn thì xe, các bạn biết là người ta chỉ rửa xe bằng máy thôi, rất là ít khi phải rửa xe bằng tay như ở Việt Nam mình. Cho nên là cái tính năng rửa xe bằng máy trên chiếc xe Maybach này được trang bị ha. Ok, hệ thống nâng hạ gầm của chiếc xe nè các bạn. Đây, Maybach thì không thể nào thiếu cái tính năng nâng hạ gầm này rồi, bởi vì xe của chúng ta sử dụng hệ thống treo là E-matic ha, hệ thống treo bằng khí nén. Đó, ok, những cái tính năng này thì hầu như là nó đã có trước đây rồi, cũng không có gì nhiều. Đó, và một cái điểm khác biệt trên cái nội thất của chiếc xe Maybach S450 này so với là 680, đó chính là cái phần gỗ này các bạn. Thì đối với trên cái gỗ của chiếc xe Maybach 680 á, là gỗ màu nâu mờ và cũng có những cái đường kẻ sọc ha. Nhưng mà đối với Maybach S450 này thì đây là gỗ đen piano đó, và có những cái đường kẻ sọc nè, rất là sang, rất là sang, rất là đẹp. Ở đây thì cũng vậy thôi các bạn, cũng không có gì ha. Ở đây thì có hai cái USB cho chúng ta để chúng ta sạc điện thoại. Ở đây cũng có hai cái USB. Đó, thì một điểm nữa các bạn là nó sẽ khác với lại cái 680 của chúng ta, đó chính là hệ thống âm thanh. Hệ thống âm thanh trên chiếc xe Maybach S450 này vẫn được trang bị loa là Boommaster, nhưng mà chúng ta sử dụng là 15 loa thôi. Đó, trong khi Maybach S680 của chúng ta thì sử dụng hệ thống loa 4D và 31 loa. Thì đó là cái sự khác biệt hầu như là ở trong khoang nội thất này. Duy nhất cái hệ thống đó thôi các bạn. Đó, với lại cái tủ lạnh ở phía sau thôi. Hầu như còn lại những cái tính năng khác Maybach 680 chúng ta có gì thì 450 chúng ta đều có như vậy. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra khoang sau của chiếc xe Maybach S450 này. Mercedes-Benz Maybach của chúng ta, bạn 450 hay là 680 chúng ta đều có những cái tính năng cửa điện giống nhau hết. Hầu như hồi nãy giờ các bạn ngoài những cái chi tiết trang trí ha, rồi chỉ có cái bộ loa hoặc cái tủ lạnh là khác nhau thôi. Còn lại hầu như là Maybach S450 chúng ta có gì thì cái 680 chúng ta đều có như vậy. Đó, và các bạn thấy nè, ở đây nó được ốp cái chi tiết gỗ màu đen các bạn, thì đen bóng các bạn, thì Duy cảm giác là dù sao các bạn, cái màu bóng đó, nó cũng mang cái gì đó nó sang trọng ha, sang hơn so với lại cái chi tiết ốp gỗ mờ. Và một điều nữa các bạn là cái Maybach S680 chúng ta có những cái chi tiết mà khu vực con ngựa này các bạn, chỗ này hoặc là phía trước bạn cũng là sử dụng cái gỗ màu đen. Thì đối với 450 này, cái phần màu đen ở trên cái gỗ mà trên màn hình táp lô cũng như là gỗ ở cái phần sau lưng ghế nè, thì nó sẽ tương thích giữa hai cái màu gỗ này nhiều hơn so với lại cái 680. Bởi vì 680 chúng ta các bạn, cái này chỗ này thì nó là màu đen nhưng mà chỗ này nó lại là màu nâu. Đó, thì với cái chi tiết này Duy cảm giác là cái chiếc xe của chúng ta nó đồng bộ hơn và nó đẹp hơn rất là nhiều. Đó, theo cái quan điểm của Duy thôi. Còn nếu mà cái Maybach 450 mà xài cái gỗ màu nâu trên này, màu nâu ở trên táp lô bạn, thì Duy nghĩ chỗ này cũng xài cái gỗ mờ màu nâu nữa thì nó mới đẹp ha, mới đẹp hơn. Đó, đặc biệt Duy rất là ấn tượng bởi vì là cái phối màu trên cái chiếc xe Maybach S450 này nó quá là tuyệt vời luôn ha. Vẫn là những cái nút bấm điện cho cái khu vực này để mà mở cái chỗ con ngựa này ra, bạn chúng ta có thể là để cốc làm nóng mát, làm mát ở đây ha, chỉnh máy lạnh ở khu vực này, để đi ở đây
ha. Khu vực này thì chúng ta có thể để được những cái đồ rất là mỏng ha, nhưng mà Duy nghĩ là các bạn đừng có nên để cái gì dày quá ở khu vực này, bởi vì là khi mà chúng ta để lâu ngày các bạn thì cái sợi dây dây thun cho bên trong này các bạn nó bị giãn ra thì nó sẽ không còn khích lại nữa, nó mất đi cái sự đẹp ha. Ở đây có cái logo Maybach ở đây ha, ở đây cũng có một cái logo Maybach ở đây. À, chi tiết gỗ bóng này các bạn thì nó rất là sang, nhưng mà các bạn sẽ thấy là nó dễ dơ hơn và chúng ta sẽ dễ bị bám dấu vân tay ha. Ở đây thì chúng ta là có một cái chi tiết để thông ra ở phía sau lấy đồ thôi, chứ không có phải là cái tủ lạnh các bạn nha. Rất là đẹp ha. Chỗ này thì để một cái máy tính bảng như vừa cho các bạn xem. Bên trong này thì vẫn là cái bàn gấp để chúng ta làm việc. À, giống như trên những cái chiếc xe Maybach ha. Ở đây chúng ta sẽ có một cái chi tiết là sạc điện thoại không dây. Ở đây. Đó, để vào nó sẽ báo đỏ lên là sạc các bạn nha. Có rất là nhiều những cái USB bên trong, bạn 4 cái USB nè, một cái cổng 12V nè, hai cái cổng HDMI ha. Hai cổng HDMI này để chúng ta kết nối những cái thiết bị để chúng ta giải trí ở cái màn hình ở phía sau. Nha. Maybach của chúng ta thì không thể nào thiếu cái tính năng massage rồi. Thì đối với chiếc Maybach 450 này của chúng ta thì chúng ta được trang bị tổng cộng là 4 ghế massage luôn các bạn nha. Rất là đầy đủ luôn, nó không khác gì so với 680 hết. Và với cái số tiền của chiếc 680 thì các bạn mua được hai cái chiếc này. Hai cái chiếc 450 này. Ở đây các bạn sẽ thấy là có cái đèn viền, hệ thống đèn viền thích ứng nè các bạn. Thì đối với chiếc xe Maybach này, đây là một cái điểm mà Duy rất 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 là thích luôn. Bởi vì là cái ánh sáng này ban đêm nó sẽ điều chỉnh, nó sẽ thay đổi tùy theo cái chế độ của mình chọn ha. Hoặc là nó có thể là thay đổi màu sắc theo cái phần mà chúng ta hát nhạc luôn. Đó, chẳng hạn như cái chiếc xe Maybach này, chúng ta sẽ có cái phần Duy vào phần Comfort nè, Energizing Comfort nè. Thì Duy sẽ vào cái phần này, nó sẽ phát nhạc. Phát nhạc và những cái ánh sáng này nó sẽ trình diễn theo cái âm thanh. À, cùng với lại cái xịt nước hoa thông minh nữa. Có nghĩa là cái chiếc xe Maybach này nó tác động đến mọi cái xúc giác cho cái người chủ ngồi ở bên trong cái xe này. Chúng ta có thể là nghe được âm thanh rất là hay nè, cái mùi thơm rất là thơm nè. Chúng ta có thể nhìn thấy được những cái ánh sáng nó sẽ đổi màu theo cái điệu nhạc của chúng ta nè. Nó cực kỳ thư giãn luôn các bạn. Thì các bạn hình dung thử một ngày mà chúng ta làm việc rất là mệt mỏi, rất là căng thẳng, và buổi tối chúng ta sẽ trở về nhà trên cái khoang nội thất của chiếc xe Maybach này, thì các bạn sẽ thấy mọi cái mệt mỏi hàng ngày trong ngày các bạn thì nó có thể là ít nhiều nó sẽ được giảm bớt ha. Rất là hay, quá là tuyệt vời luôn. Ok, bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem cái phần động cơ của chiếc xe Maybach S450 này. Và đây là động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 4MATIC của chúng ta ha. Thì đây là cái động cơ, nó rất là giống, hầu như là cùng một động cơ ở trên chiếc xe S450 nè, hoặc là cái GLS 4580. Đó, S450 Maybach của chúng ta thì được trang bị cái động cơ là 3.0 i6, công suất là 367 mã lực và moment xoắn lên đến là 500 newton trên mét. Đó, hộp số của chiếc xe Maybach S450 này thì vẫn sử dụng hầu hết giống như tất cả những cái chiếc xe Mercedes, đó chính là hộp số tự động 9 cấp 9GTronic. Và chiếc xe Maybach S450 4MATIC này các bạn thì thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ mất là 5,6 giây thôi. Thì với một chiếc xe to và dài như thế này các bạn thì thời gian tăng tốc 5,6 giây thì thật sự nó cực kỳ ấn tượng luôn. Ok, để biết thêm chi tiết về cái chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 4MATIC này thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.